Đấy còn tí sắt đấy thôi, còn tí sắt đài thôi. Đẹp rồi. Chú. Bảo Cương cái mấy cái dâu này bẻ bẻ quặt ra tí. Úp cái giọ xong rồi lấy cái xà kiềng bẻ cong bẻ vẩy vẩy ra tí. Ba bốn cái dâu này, bẻ vỉa vỉa ra tí. Đây là móng nhà anh Trung. Nhà anh Trung 4 tầng rưỡi, mặt tiền là 4 mét rưỡi nhân với lại 10 18 mét, nhà lệch tầng. Vị trí đằng sau bảo hiểm của tỉnh. Đây bảo hiểm của tỉnh, đằng sau mông bảo hiểm của tỉnh. Hệ thống móng là hệ thống móng đài gia cố bằng cọc ép bê tông cốt thép. Chiều cường nó ra các bác bảo là thiết kế nó ra nó xem sát rồi nhé. Được chưa? Được rồi, ngon rồi. Đẹp quá. Đẹp rồi. Có cái dâu thôi. Cái dâu dâu cọc ép thôi. Bẻ xong cái giọ thì lấy cái sạc kiềng bẻ nó hơi chéo chéo ra tí. Tai nó vỉa vỉa. Bốn cái cây của mỗi cái cọc cọc ép ấy, đầu cọc ép ấy. Vâng, bẻ vỉa cho nó chịu lực, cho nó đảm bảo, cho nó ngon. Vâng, vâng, đấy cháu bảo thế. Thôi cháu xin phép nhá, các bác cơm thôi. Dạ cơm rồi. Vâng. Đấy giờ vợ nấu giờ mới được về ăn đây. Chào các bác nhé. Vâng.